Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát hầu hết thời gian trong ngày, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vẫn có diễn biến phức tạp, gia tăng ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông tại địa phương này là vấn đề chúng tôi đề cập trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tham gia giao thông cùng gia đình từ Đồng Nai lên thành phố Đà Lạt khi qua quốc lộ 20, đoạn phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Chiếc xe ô tô này đã vi phạm các quy định về tốc độ trong đô thị. Sau khi được cảnh sát giao thông tuyên truyền giải thích cặn kẽ về trường hợp của mình, người đàn ông này đã chấp thuận ký vào biên bản vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Đến khu vực đông dân cư mà do cái đường nó độ hay độ dốc nên gì tôi xe nó có theo trớn, nó có chạy hơi quá tốc độ quy định một xíu á. Thành ra rút kinh nghiệm nên lần sau chạy chú ý hơn bậc khu dân cư. Và còn rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khác như đi lấn tuyến, đi không đúng phần đường, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc gia tăng từ đầu năm đến nay. Theo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc, 6 tháng đầu năm đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm 20 người chết và 7 người bị thương. Trong đó trên quốc lộ 20 đi qua thành phố xảy ra 14 vụ và trên các tuyến đường nội thị thuộc địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 11 vụ, tăng 11 người chết và tăng 5 người bị thương. Riêng trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vẫn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết. So sánh với tháng liền kề tuy có giảm về số vụ và số người chết nhưng vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chú trọng cái công tác tuyên truyền cá biệt đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng như phát tờ rơi cho những người tham gia giao thông để qua đó tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật giao thông đường bộ, quy định về các hành vi đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành các quy định về tốc độ phương tiện giao thông cơ giới khi đi trong khu dân cư đô thị. Do trong quá trình đi không có để ý cái tuyến đường nên là tôi đã lấn qua vạch của làn đường xe ô tô. Thì sau khi bị công an, các chú công an hướng dẫn thì tôi đã rút kinh nghiệm ra là lần sau tôi rút kinh nghiệm đi đúng theo cái làn đường của mình, không có vi phạm lại cái luật lấn tuyến của xe ô tô nữa để đảm bảo an toàn giao thông cho tôi và cũng như là mọi người. Là một trong những thành phố trọng điểm về kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, là đầu mối giao thương phân phối hàng hóa nông sản với các tỉnh bạn, Bảo Lộc cũng là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 20, 55 đi qua. Trước tình hình tai nạn giao thông tăng đột biến trên tuyến quốc lộ 20 đi qua thành phố Bảo Lộc, công an thành phố Bảo Lộc đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông, ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra trên tuyến quốc lộ 20, hàng ngày bố trí lực lượng tổ chức 8 ca tuần tra kiểm soát, trong đó 5 ca tuần tra trên tuyến quốc lộ và 5 ca chỉ huy điều khiển giao thông ở giao lộ quốc lộ 20. Tuần tra công khai kết hợp hóa trang cùng với các đội nghiệp vụ khác, tổ chức hơn hàng trăm ca trên các tuyến đường nội thành và quốc lộ 20, lập biên bản trên 2.500 trường hợp, tạm giữ hàng trăm xe vi phạm, xe độ chế, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển kho bạc nhà nước thu phạt gần 1 tỷ đồng. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc, các ca tuần tra đảm bảo thường trực 24/24 giờ, bố trí khắp các địa bàn, các tuyến đường trong thành phố, qua đó tập trung phát hiện và xử lý các lỗi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trong thời gian qua. Xây dựng cái kế hoạch huy động tất cả các lực lượng của công an các phường, xã tham gia vào công tác tuần tra, rồi xây dựng cái kế hoạch phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Bảo Lộc tập trung vào tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 55, tập trung xử lý các cái lỗi vi phạm là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời chúng tôi tham mưu cho Ban An toàn giao thông thành phố huy động các cái ban ngành tích cực tham gia vào đảm bảo cái trật tự an toàn trên địa bàn thành phố, đồng thời xem xét, nghiên cứu, quan sát, đánh giá, phân tích các cái điểm đen trên địa bàn thành phố, các cái cơ sở hạ tầng, các cái điểm mà nơi thường xảy ra tai nạn để có cái kiến nghị khắc phục những cái thiếu sót sở trong cái hạ tầng. Để kéo giảm tai nạn giao thông, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng thôi thì chưa đủ. Hiện nay rất cần sự đồng thuận từ phía nhân dân khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương với công tác an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Có như vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông ở thành phố Bảo Lộc nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt,
góp phần vào mục tiêu chung của cả tỉnh, kéo giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông trong cả năm 2017.